chúng ta hãy cùng chiếc ghe này cập cảng nha các bạn. Chiếc ghe này khá bự và mới à. Rồi ok. Cái này đứa đang chạy vô. Nhưng mà nằm trong cái hổng này cho nên là dưới nó cản những cái chiếc ghe và kia cho nên là nó không có bê ghe mấy. Nếu mà chỗ đây là trống là khó cập lắm á, nó sẽ ép cái chiếc ghe ngoài cái vô. Chiếc này dài khoảng 22 mét, ngang khoảng cỡ hơi 6 mét các bạn. Cái máy mình nghe đây chắc là hay nô rồi. Chiếc kia nữa, chiếc kia cũng đang cập vô cảng nữa. Cái này vô để lấy đá, lấy đồ ăn, lấy đồ khô, đồ chuẩn bị ra biển nha các bạn. Chiếc kia anh em bạn hơi nhiều. Lưới thường đi khoảng cỡ 15 ngày vô, mà do đợt gió lúc trước á, cách đây khoảng cỡ hơn tháng á, vô còn một lượt hết cho nên người ta đi cái vô trùng ấy các bạn, cho nên nó đông vậy. Các bạn thấy đông không? Quá trời ghe lưới luôn. Đây cái bến đây là chủ yếu là dành cho ghe lưới là đa số. Và mình xin nhắc lại, có nhiều bạn chưa biết ghe lưới đây lưới gì, đây là gọi là ghe lưới đầm nha các bạn. Lưới đây là nó dài cái dạo của nó, cái độ đứng của nó khoảng cỡ 2 sải, gần 2 sải các bạn, rồi khoảng 2 sải á, trên dưới 2 sải, và có thể ra đánh cái độ xa của nó là khoảng cỡ 10 hải lý, khoảng gần 20 cây các bạn, 12 lý gần 20 cây, cái 1 lý nó khoảng là 1850 mét. Hai bốn sáu tám mười một, hai bốn sáu tám mười, vừa tại công vừa bạn là 11 người luôn. Thường ghe lưới cập cảng như vậy còn có người, chứ ghe giá cào cập cảng không có người đâu các bạn, chỉ có tài công với chú ghe đồ này kia, chứ bạn là thường là ít có lắm, trừ khi là ghe chạy vô thôi, chứ ghe mà đi lấy đá là thôi, bữa nay thôi đừng nói tới bạn nữa.
mình sẽ làm một clip nói về chủ ghe với bạn là ai là khỏe hơn trong thời đại này nha các bạn. Đây là những clip để mình nói gọi là thực tế thôi, chứ không phải mình để châm biếm đồ hay là mình để xuyên tạc gì hết các bạn. Đây là thực tế trong cái đời sống này, để giải thích cho tất cả các bạn mà đang thắc mắc là nghề biển như thế nào. Các bạn thấy có cái dây ở chỗ cây lái đó các bạn, đây nè, đây có dây này đó để nó giữ cái bành lái các bạn, tại vì cái đó gọi là dây phụ, dây chừng ở bành lái á, để người ta ngăn ngừa lỡ có chuyện gì mà lái nó bị gãy á là nó còn cái dây ra nó giữ cái bành lái, à khỏi mất cái bành lái, chứ không mất bành lái không tốn mười mấy 20 triệu. Rồi ok, ghe đó cũng đã cập cảng xong rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn của mình. Rồi, mình là Cuộc Sống Trên Biển. Các bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Có lẽ đây video gọi là cho vui các bạn thôi, chứ không có một cái điều gì quan trọng mấy. Tại vì ghe không có đẹp bô gì mấy, các bạn coi chứ không đã. Rồi tạm biệt các bạn.